Hôm nay mình giới thiệu các bạn cái món thịt muối. Tức là thịt này là thịt sống. Tiện thể nói để mọi người cũng hiểu rằng là ở châu Âu họ vẫn cứ ăn thịt sống muối. Tức là thịt này họ để khoảng chừng được 2 đến 3 tháng. Tức là họ muối sống, tức là họ cắt lát mỏng về, tức là thịt này thịt lợn sống cắt lát mỏng và bỏ muối vào, muối muối ăn đấy, và thêm gia vị này, có vitamin E 250, tức là đây là các thành phần của nó. Ở Việt Nam thì đây. Ở Việt Nam thì cái món ăn mà thịt sống hay là cá sống muối thì là cũng rất nhiều. Đây. Nhưng mà món thịt sống kiểu như cắt lát mỏng rồi muối và bỏ vào trong một cái cái túi bóng và hộp chân không ép nó lại. Đấy. Cái này là sản xuất của Ý. Cái này uống bia rất ngon. Mình sẽ thử quả bia của Cộng hòa Séc. Đây là bia của Cộng hòa Séc. Đây, các bạn thấy không? Bia này uống với thịt muối rất hợp lý. Thịt này gọi mình gọi là thịt muối vì nó là đây, khi bóc ra là nó như thế này. Đấy, mỏng, từng thớ mỏng như thế này. Uống với bia, có bia tiệp, bia này gọi là bia tiệp, bia của Cộng hòa Séc. Bia này là nổi tiếng thế giới, được bác sĩ khuyên dùng uống tốt cho dạ dày, nhưng mà mỗi bác sĩ khuyên dùng là mỗi ngày chỉ nên uống một vài bia này, tức là 500 ml, tức là nửa lít. Mỗi ngày bác sĩ khuyên dùng uống nửa lít bia. Đi làm về khát nước. Đấy. Thế à? Thịt sống. Nó thái rất mỏng nha. Các bạn xem nha. Đây, thái mỏng với muối đấy, mà nó thơm, thấy không? Mà thực tế mà nói là nó là thịt sống ấy, chứ không nấu, không luộc, không làm gì hết, thịt sống ướp với muối. Ở nhà Việt Nam mình đi, ở đây họ cũng có một loại ướp với muối, bỏ với hạt tiêu, nhưng cái này không có hạt tiêu, họ chỉ bỏ muối và thêm một ít bột thơm. Cái này uống một bia tuyệt vời luôn.
Thực tế á, ở đấy á, người Việt Nam mình ít khi dùng những cái này vì họ chưa quen. Nhưng mà ở Việt Nam thì lại là rất nổi tiếng những cái món ăn như thế này. Và rất tức là những người sang điều mới ăn. Nhưng mà những người Việt Nam ở Cộng hòa Séc, ở châu Âu nói chung thì ít khi để ý đến những món ăn này. Thường thường là họ thích món ăn thuần Việt hơn, vì họ thường xa quê hương thì họ nghĩ đến vấn đề là món ăn thuần Việt nó ngon hơn. Nhà mình thì thỉnh thoảng thử tất cả những món ăn có thể. Nếu có thể là mình thử tất, nhưng nó ngon vì thơm mặn mặn của muối. Đấy là mà cái này là của Ý nha. Việt Nam ta là có ruột, tức là hôi rất khó chịu, người Tây không không thích ngửi đến mùi ruột. Nhưng mà Tây thì có một món gọi là món xí rơ, tức là món phô mai, nhưng mà nó rất thối khó ăn. Nó cũng là một món phô mai rất mắc, người Tây rất thích ăn, nhưng mà nó mùi thối lắm, mùi khai khai khó chịu, nếu ăn không quen không ăn được. Nhưng mà người Tây nó thích ăn. Còn mình thì thích ăn, thỉnh thoảng thích ăn những cái món này nó có cái vị khác một tí nhưng mà nó ngon. Đây là dưa chuột của nhà mình hái vườn vào. Chuột non ăn rất tốt, bồi bổ tốt cho da. Mọi người Việt ở châu Âu nói chung nếu có dịp nên thử món thịt muối này. Mình cảm thấy ăn nó dễ ăn, dễ uống bia, dễ vào. Nó có vị ngọt ngọt, mặn mặn. Nó hương vị của thịt thì nó khác với hương vị của thịt lợn. Thì nó khác với hương vị của thịt bò, nó có gặp thịt bò nữa không? Và hương vị của nó khác với hương vị của ở Việt Nam mình là ví dụ uống bia thường thường là uống với mực nướng đấy, thì nó có vị như thế.
đây thịt lợn nguội. Thế nhá, chúc các bạn một ngày vui vẻ. Chào mọi người.